Hello mọi người, ngày hôm nay mình sẽ nói về những điều ức chế vô cùng khi chơi trò chơi ma sói. Lẽ ra nói về ma sói thì phải đòi con sói, nhưng mà nhà không có sói thì lấy con Pikachu ra đòi đỡ nha. Đầu tiên là chơi ma sói thụ động. Trời ơi, chơi ma sói vô mà làm như những thiên thần ngơ ngác vậy đó, không biết gì hết trơn á, mặc cho dòng đời xô đẩy, cứ ngồi nhìn người ta chơi. Hôm dân làng bắt sói, sói cắn dân làng, mình cứ ngồi mình nhìn. Muốn chi vậy? Chơi vậy chơi làm gì? Trời ơi, chơi phải quạt bác, phải lanh lợi, phải truy tìm, phải bắt ra được con sói thì con sói nó mới chết, dân làng mới thắng. Còn nếu mình làm sói á thì mình phải làm gì? Mình đi mình phải cắn người dân đó thì sói mới thắng. Chứ chơi mà ngồi im re chơi làm gì? Ở nhà ta ngủ mẹ ta rồi. Trường hợp tiếp theo là trường hợp ngu mà lì, lúc nào cũng tỏ ra mình là người đúng và muốn mọi người phải theo mình, lúc nào cũng cãi chày cãi cối cãi chứ đừng muốn lật nguyên cái làng, muốn mới tung cái làng lên vậy mà vẫn cãi cãi cho cố vô cãi sai bét. Tất cả những gì đưa ra đều sai và trật lất, đâu có đúng đâu, vậy mà vẫn cãi cho bằng được. Tiếp theo là trường hợp những người hơi ngáo ngáo và yếu bóng vía được làm sói. Hỏi cắn ai không? Ủa tối nay là không cắn ai hết, không ăn thịt ai hết, làm sói mà không ăn thịt ai hết. Ủa kỳ vậy. Trời ơi, quán trò tao hỏi tối nay sói ơi, sói muốn cắn ai? Thôi sao được, sói là phải đi cắn người. Rồi vậy mới làm sói. Làm sói mà không cắn người làm sói gì, đúng không? Trường hợp tiếp theo là trường hợp chơi ngu nhưng sống rất lâu. Trời ơi, những cái luận cứ, luận điểm, những giả thuyết đưa ra tào lao, nói điên, nói khùng, nói trên trời, dưới đất, nói không đúng đâu vô đâu, nói thiếu điều như là thiếu muối ớt vậy đó, nhưng mà vẫn nói và vẫn sống tới giây phút cuối cùng. Và những người nói rất hay, những người rất thông minh, lập luận rất vững chắc và rất sắc bén lại chết trước. Đó, cuộc đời đó, nó vậy đó. Tiếp theo là cái dòng mà bất cần đời, không quan tâm tới thế sự, hả, người ta treo cổ mình hay người ta chỉ mà làm sói, làm mặc kệ, không cần giải thích, không cần biết là giết đi, giết tôi đi. Ừ, tôi là sói đó, giết tôi đi, giết tôi đi. Tình trạng này rất nhiều, đó, quá nhiều luôn. Tình trạng nhức nhối đó là lòng tin bị phản bội. Trời ơi, tôi tin bà đó nha, trời ơi, tôi tin bà không phải là sói. Tôi nghĩ bà là tiên tri. Chắc bà là tiên tri, bà mới biết sói không? Ừ, tôi tin bà đó. Vậy mà tới lúc biểu quyết hỏi, nghĩ ai là sói chỉ? Con quỷ cái. Nó chỉ mình, nó nghĩ mình là sói. Trời ơi, uổng công tao tin mày. Trời ơi, con bạn khốn nạn, dễ sợ à. Một vấn đề không kém phần nhức nhối là cái gì mọi người biết không? Đó là hồn ma không siêu thoát. Đó, là mấy má đã chết rồi, mấy má đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, bị sói cắn hoặc là bị treo cổ rồi đó. Vậy mà vẫn chọt cái mỏ vô trong dáng chơi của người ta, vẫn chọt vô cái sự kiện trong làng, nói này nói nọ tùm lum tùm la. Chết rồi làm ơn siêu sinh tịnh độ đi đi. Trời ơi, tại sao mà không siêu thoát hoài vậy? Đúng không? Chết rồi thôi, nói hoài à. Rồi, tiếp theo ta sẽ bình luận về những chức năng của những người ở trong làng. Đầu tiên, phải nói về bảo vệ với phù thủy. Trời ơi, gặp hai má bảo vệ với phù thủy hèn nhát, ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân thôi, nhu nhược. Đó, bảo vệ thì hả, chỉ biết bảo vệ mình thôi nè, bảo vệ khư khư là bảo vệ ai á, bảo vệ em á, bảo vệ em. Rồi qua dòng sau ngủ nè, đó, quản trò kêu dậy đi, hỏi bảo vệ ai? Trời ơi, không chịu bảo vệ luôn, nhưng mà sao được, phải bảo vệ mới được. Đó, quyết định là bảo vệ đứa kia. Cái bảo vệ mình trở lại, bảo vệ đứa kia, bảo vệ mình trở lại, bảo vệ bà nọ, bảo vệ mình trở lại, hoài luôn vậy đó. Còn má phù thủy mới ác, trời ơi, má phù thủy là có cái chức năng là không thèm cứu. Đó, hỏi bà này chết nè cứu không? Không, làm gì cứu ăn chi má. Nhỏ này nè chết rồi cứu không? Ôi ôi, mắc gì tao phải cứu nó, tao ghét nó muốn chết. Trời ơi, đứa này chết nè cứu không? Không má, không có cứu. Trời ơi, để dành cứu tôi má. Đó vậy đó. Còn trong khi đó hả, anh kia đẹp trai chết kìa cứu không? Cứu. Trời ơi, cứu sao? Cứu liền. Trời ơi, cứu lấy cứu để luôn vậy đó. Tôi mê trai thấy ghê không? Trai đẹp là nó cứu. Đó, mấy trai xấu xấu nó cũng cứu nữa, mà nó cứu bằng bình độc đó. Cái bình độc dục tùm lum tùm la, muốn chọi ai là chọi, chọi một cách thiệt phải nói trắng là chọi rất ốc chó. Chọi người này người kia, chọi không trúng sói, chọi trúng dân thường không à. Chết người dân thường, chết người có chức năng. Trời ơi, không hiểu được mấy bà phù thủy luôn á trời. Tiếp theo tôi sẽ nói về má ảnh tử. Má ảnh tử là một má rất là phản phúc và lúc nào cũng muốn giết chủ nhân của mình để mình xóa ngôi chủ nhân của mình. Là lúc đó vậy là tôi là tiên tri, gián đầu tiên á, tôi soi được bạn này, bạn là sói. Cho nên mọi người ơi, dân làng ơi, giết sói đi. Bà phải tiên tri đâu bà sói. Thật chất á, là bà muốn giết người ta, là bà lấy lá bài của người ta. Bà ác vậy đó. Tới bà Nguyệt Nữ, không hiểu bà tồn tại trong cái làng này là để làm gì luôn á. Ơi, không ít nước lợi nhà vậy, bà tồn tại một cách vô lương tâm dữ lắm. Bà ngủ hết người này người kia, từ dân cho tới hả cơ quan ban ngành chức năng gì đó, bà ngủ hết. Bà ngủ con người chưa có đã cái nư của bà, bà đi ngủ với chó, với sói, với động vật ở trong rừng luôn đó. Mà được cả bà rất là độc chiêu nha, không biết cái cấu tạo cái đó của bà làm sao nha. Mà hễ mà ai ngủ với bà một đêm nha, là qua bữa sau hay là coi như là bại liệt toàn thân luôn, không đó, coi như qua bữa sau là không làm được bất cứ thứ gì luôn đó. Mẹ Nguyệt Nữ đó, đó như gái mại dâm vậy đó, thấy sợ không? Bởi vậy tao nói hả, cái dòng đỉ. Rồi một điều ức chế không kém đó là người ta hay gọi là pháp sư câm, hay có nhiều bài gọi là dược sư đó, bắt đầu vậy là chọn người bị câm. Trời ơi chi vậy,
tôi tự nhiên cho người ta cam chi vậy? Trời, tôi tức thì tôi tháo này ra tôi nói nè. Trong khi đó tôi biết rất nhiều thông tin, tôi chắc chắn là đêm nay nhiều khi tôi dậy nha, sáng sau tôi dậy tôi giết được hai con chó một lượt, tôi chỉ là hai con chó luôn, tại tôi biết thông tin. Vậy mà qua bữa sau tôi bị cam, tôi bị chọn, tôi bị cam là nó đâu có nói được lúc đó. Rồi sao bắt chó hả? Sao bắt chó được? Tiếp theo là nói về các chị tiên tri. Trời đất ơi, làm như hả, mà mấy bà tiên tri là giống như mấy bà thầy bói vậy đó, làm như căn duyên kiếp số bà chưa đủ hay sao, giống như chỉ có linh không, bà chưa có cao tay, làm giống như là điển ở trên mà điển về để cho bà coi đó, không có được, không có nhiều, ta chưa có rồi điển vô đầu cả, nên là ta coi trật lất hà, coi tám vòng luôn vẫn chưa biết con sói là ai đó, coi vòng này vòng nọ vòng kia, coi tiền căn tiền kiếp người này, coi hả cung hoàng đạo, coi bổn mạng, coi gia đạo, coi tùm lum, coi vòng này vòng nọ vòng kia, tới chết vẫn chưa biết ai là sói. Trời ơi, mấy con mẹ tiên tri vô dụng. Và một vấn đề vô cùng nhức nhối mà bây giờ tôi phải nói là chết đầu tiên. Hễ cứ trời ơi, mở mắt ra sáng bữa sau, mở mắt ra ai chết? Tôi chết. Mở mắt ra ai chết? Má chết đó má. Mở mắt ra ai chết? Tao chết. Trời ơi, chết hoài luôn. Ngủ vậy là chết, ngủ vậy là chết, ngủ vậy là chết. Chưa bao giờ thấy ánh ban mai, chưa bao giờ thấy bình minh luôn á trời. Sao vậy trời? Hả? Đêm đó không chết, sáng dậy cũng bị treo cổ. Sáng dậy không bị treo cổ, đêm thứ hai chết tức tưởi, không bao giờ sống được qua canh ba. Ủa? Tôi đâu có ăn thịt chó đâu, sao cứ đè e cái đầu tôi ra giết tôi hoài vậy trời? Hả? Sao ác ôn vậy? Trời ơi à, hả? Mắt ông nội gì cũng giết tôi hoài vậy trời, cho tôi chơi với trời. Ừ, cứ đè đầu ra dán đầu tiên mà giết vậy đó à. Không có tức không? Có tức chứ. Tôi chơi cho tôi chơi với chơi, để giết từ đầu ra chơi vậy. Mấy con hà bá, ghét thiệt, chơi mà vô là chết hả thiệt. Chưa thấy mặt người ta luôn. Hả? Là tôi nói là bị chó cắn chết tại chỗ. Bữa nào làm sói thì sống được hai ba bàn, bắt đầu bị giết ha, là bị người ta treo cổ nha. Còn làm người xác định là chết đầu tiên. Trời, cái số cái kiếp tôi làm sao á trời. Làm sao đâu á, khổ tâm dễ sợ. Ai mà xem clip này xong mà không share, coi như sau này chơi ma sói sẽ chết đầu tiên. Nói chơi chứ làm ơn share giùm đi mấy má ơi. Share giùm mới có động lực làm clip tiếp mấy má ơi. Mấy má coi không có share ghét lắm má ơi. Share giùm má ơi.